Các bạn thấy trước mặt Minh Châu là một cánh đồng lúa, lúa mì đó, và đây là một cái xe người ta họ thu hoạch. Cái xe này nè, nó có mấy cái bánh xe ở phía trước á, nó đi tới đâu là nó cắt tới đó, rồi nó xay ra thành những cái hột lúa như thế này nè các bạn. Xong rồi nó đổ lên trên cái xe tải như thế này. Khi mà nó đầy rồi á thì cái nó lại chạy tiếp ở trên cánh đồng này, nó gặt tiếp. Đó thì ở đây là nhà nông người ta làm việc như vậy đó các bạn. Tức là chỉ có một người và một cái máy làm thôi. Khi mà mấy cái rơm rạ này nè, họ sẽ để cho nó khô, xong rồi cũng cái máy này nè, nó chạy ngang qua và nó cuộn lại thành những cái cuộn thật là to, nó ép chặt lại và nó bọc ni lông lại, và họ trở về nông trại để cho mùa đông mấy con bò, con dê, hay là họ dùng vào những cái việc gì khác. Rồi những cái gốc rễ của cái lúa mì này nè, thì là họ sẽ với cái xe máy cày này nè, cũng chỉ một người đó thôi, nó chạy tới đâu là nó cày, nó bới lên tới đó và nó trộn với đất, rồi sau đó họ sẽ trồng lại những cái cây khác, cũng một người và một máy thôi, chứ không phải là nhiều người làm trên một cánh đồng các bạn. Đó thì đại khái bây giờ là mùa thu hoạch lúa mì. Thì những cái cây này nè, vào cuối mùa thu đó các bạn, lúc đó là nó không có trồng được cái gì nữa, thì bắt đầu là họ trồng nó. Và những cái cây lúa mì này nè thì nó lên vào mùa đông, và có tí xíu thôi nó không có chết, sau đó nó ngủ ở mùa đông đó các bạn. Và mùa xuân á là bắt đầu nó mọc nhanh lắm. Do vậy bây giờ mới có tháng 6 thôi, mùa xuân là khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó. Thì bây giờ tới tháng 6 là người ta đã thu hoạch rồi, và còn chừng 3 tháng nữa là tới mùa thu. Có thể họ sẽ trồng được 1-2 vụ những cái cây khác nữa, có thể là bắp hay là những cái đậu. Bây giờ bụi nó bay tùm lum hết. Đó thì các bạn thấy thú vị không? Để Minh Châu chiếu gần lại cho các bạn xem. Đó, nó gặt ở phía trước, rồi sau đó là nó lọc mấy cái hột đó ra, và mấy cái rơm rạ thì nó rớt xuống. Trời, bây giờ nó bụi tùm lum thôi. Đại khái như vậy ha, Minh Châu phải đi nha. Chào các bạn.